những phụ kiện mà mình dùng cho iPhone 14 Pro Max. Đầu tiên đó là iPhone 14 lúc mới mua về là chỉ có một cái sợi dây sạc ở đây thôi, cho nên mọi người phải mua thêm một cái củ sạc. Thì mình đề xuất cho mọi người nên mua đó là cái củ sạc Davia 30W này. Cái củ sạc này đến từ thương hiệu Davia, cho nên mọi người yên tâm về chất lượng. Và củ sạc này lên tới 30W nha, chứ không phải là 20W như củ sạc zin của iPhone đâu. Bởi vì mình hay làm rớt tai nghe á, cho nên đây là một lựa chọn rất là thú vị. Đây là Davia ANC-E1. Tai nghe này thiết kế bề ngoài là nhựa bóng, nó có vân ở trên đây nữa, nhìn rất là đẹp. Bên trong là thiết kế tai có đệm mút ở đây. Về chất âm á, thì mình thấy con này nghe rất là ổn, bass đập rất là căng, mic chép ở mức tạm được, cho nên mọi người cứ yên tâm. À quên, ở trong hộp của tai nghe còn tặng kèm một mấy cái mút tai ở đây và một cái dây sạc tiếp C cho mọi người. Nói thiệt thì mình ra đường mình mới cần đeo tai nghe thôi á, chứ về nhà mình nên mua một cái này nha mọi người. Đây là cái loa Bluetooth. Đây là loa Kingston Series Fabric của Davia nha, cực kỳ đẹp luôn. Cái loa này nhìn nó dễ thương lắm mọi người ơi. Nhìn nè, với lại cái này cũng có rất là nhiều màu. Tuy nhìn nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha mọi người. Trong phòng của mình á, mình nghe rất là to và loa này nghe cực kỳ hay và nghe liên tục được 2 tiếng nha. Loa này không có chiếm nhiều diện tích cho nên mọi người cũng có thể mang đi chơi, đi du lịch, đi picnic các kiểu nha. Cái hãng Davia này á, mình không cần quá nhiều chi phí để đầu tư nó mà chất lượng xài vẫn rất là ok nha mọi người.